Vô tạm, vô quý Bất cụ phạm thánh Không có tâm hổ thiện Tạm Dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói Lương tâm bị dạy dò Chính mình làm sai việc gì Trong lòng của chính mình không an Gọi là tạm Quý là phê bình của người bên ngoài Không sợ phê bình của người khác chính là không sợ dư luận bậc thánh hiền phật bồ tát họ không để trọng phật bồ tát nếu như chúng ta đọc kinh vô lượng thọ qua nhiều lần trong kinh nói với chúng ta Nhân số của thế giới tây phương cực lạc Là du lượng, vô biên Không có người nào có thể tính đếm ra được Trên kinh Phật đưa ra một thí dụ Ngay trong hàng đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật Thần thông năng lực mạnh nhất Là tôn giả một kiền liên tôn giả một kiền liên dùng thông minh trí tuệ của ngài ngài có thể trong một ngày một đêm biết được số lượng tinh cầu trong đại thiên thế giới của chúng ta ngài có thể tính ra được cái đại thiên thế giới này có bao nhiêu tinh tú trong tinh tú có bao nhiêu chúng sanh ngài có thể tính ra được Ngài có năng lực lớn đến như vậy Phật nói Giả như Tất cả chúng sanh Đều chứng được Quả vị bích chi Phật Thần thông đạo lực Như Ngài Bục Kiền Liên vậy Cùng nhau để tính Cùng nhau tính đếm Số người của thế giới Tây Phương cực lạc Cũng không thể tính ra được thế giới tây phương cực lạc phồn hoa náo nhiệt tốt hơn nhiều so với ta nơi đây phật lại nói người ở cõi đó sanh đến nơi đó cho dù là người hạ hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư trí tuệ năng lực của họ thấy đều hồi phục gần giống như phật mười phương thế giới tất cả chúng sanh Họ đều có thể thấy được Chúng ta không thể thấy được họ Còn họ thì có thể thấy được chúng ta Chúng ta ở đây nói một lời nho nhỏ Đối phương còn nghe chưa được rõ ràng Thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều nghe được Bạn làm sao có thể giấu được người chứ Ở nơi đây chúng ta khởi tâm động niệm Người ta thấy đều biết Họ có tha tâm thông cho nên chúng ta chính mình cho rằng làm ra một số việc xấu không có người biết có thể giấu được người đúng năm mươi ức người của thế giới này bạn có thể giấu được họ thế giới tây phương các hàng bồ tát vô lượng vô biên một người cũng không thể giấu nếu như chúng ta chân thật tin tưởng chân thật thấu hiểu thì bạn sẽ không dám khởi một niệm ác khởi một niệm ác phật bồ tát đều biết thế giới tây phương cực lạc người người đều biết nếu bạn muốn đến thế giới tây phương cực lạc a di đà phật đại từ đại bi kéo bạn lên đó người thế giới tây phương cực lạc mỗi mỗi đều trợn mắt nhìn làm sao ông có thể đến đây vậy là một người ác ông đến đây chẳng phải là phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi sao điều kiện của thế giới tây phương cực lạc là các bậc thượng thiện đều ở một nơi chúng ta phải tu thượng thiện khởi tâm động niệm lời nói việc làm không nên làm việc ác nhất định phải nên biết không luận là chúng ta ở lúc nào không luận là ở nơi nào phật bồ tát của thế giới cực lạc thầy đều xem thấy Đây là thật Không phải là giả Không những không dám làm việc xấu Không dám ác khẩu Không dám giọng ngữ Trong ý niệm Một điểm ác cũng không có Chúng ta mới có thể vỗ ngực Nhất định giảng sanh Hai hôm trước Có một vị cư sĩ Ở Hoa Kỳ cũng là một lão đồng tu chúng ta ông bị bệnh gọi điện thoại cho tôi câu thứ nhất hỏi tôi ông nói tôi có thể bị đọa địa ngục không tôi liền thành thật nói với ông ông có thể bị đọa địa ngục hay không tôi không biết việc này ông phải hỏi là chính mình Chính bạn niệm Phật tu thiện Làm sao có thể đọa địa ngục chứ Nếu như bạn niệm Phật Mà còn tạo nghiệp Vậy thì không thể tránh khỏi Việc đó sẽ khó Cho nên tôi liền khuyên ông đọc Phát khởi Bồ Tát Hù Thắng Chí Nhạo Kinh Đọc thêm nhiều lần Nghĩ lại xem chính mình tạo ra là những nghiệp gì Nếu như bạn tạo tội nghiệp cực trọng địa ngục Chỉ cần Hơi thở của bạn Chưa dứt Còn có thể cứu Cứu bằng cách nào? Sám hối Cầu giảng sanh Phải chân thật sám hối Phải từ trong nội tâm Mà sám hối Sau không tái tạo bạn có thể không đọa ba đường Bạn còn có thể mang nghiệp giảng sanh Cái thí dụ này Ở trên kinh có Người nhiều đời niệm Phật giảng sanh Chúng ta ở trong tịnh độ thánh hiền lục Giảng sanh truyện xem thấy có Người tạo tội nghiệp cực trọng Chân thật hồi đầu Chân thật sám hối Đều có thể giảng sanh Nếu như bạn không tin tưởng Bạn tiếp tục tạo tác Vậy thì không còn cách nào Bạn chân thật hồi đầu giác ngộ Sau không tái tạo đều được cứu Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Không hề nhớ lỗi lầm của chúng sanh Phật Bồ Tát sẽ không nhớ điều này Ngay Đại sư Huệ Đăng cũng nói Nếu người chân chính tu hành không thấy lỗi người khác phật bồ tát làm sao nhớ lấy lỗi lầm của chúng sanh chứ không hề có việc này vấn đề là chính mình tạo ra tội nghiệp này chính là sợ tánh tội cái thứ này phiền phức nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực mà sám hối